Xin chào anh em, đã có chapter mới cùng xem ngay nha. Xong rồi. Vua Cương Thi mới đã tái sinh trở lại và đang gây hủy hoại trong căn cứ, dự định giải cứu tiến sĩ Kiệt Minh. Ngay bây giờ, Giang Tư đã mở ra hình thức thứ 3 trên sao Thổ. Bằng một cú đấm, anh tác động vật lý đến trái đất cách xa 1,3 tỷ km. Ngay lập tức tạo ra một cơn sóng thần cao 100 m. Sau đó anh ta trở lại trái đất. Thanh tra Trần, bây giờ cô đã thấy sức mạnh của tôi chưa? Nhìn cái khuôn mặt đáng sợ của Giang Tư, Thanh tra Trần đã bị sốc và không thể nói gì. Sau khi Giang Tư thu hồi sức mạnh, cô ấy nhanh chóng bắt một chiếc taxi để rời khỏi thành phố H. Nhìn Thanh tra Trần bỏ chạy tán loạn, Giang Tư cười trừ, à cậu có vẻ hơi tốt bụng nói, chúng ta có làm quá đáng lắm không? Dự đoán rằng cô Trần đã để lại một sự ám ảnh không hề nhỏ trong lòng. Bây giờ không thể thu hồi thành phố nữa phải không? Chỉ đơn giản là khi đi, nhóm ba người điều tra trông rất hung dữ, nhưng khi trở về họ trở thành những chú chó cục đuôi bỏ chạy. Họ đã bị sức mạnh khủng khiếp của Giang Tư làm khuất phục sâu sắc. Sau khi trở về, Thanh tra Trần đã trở nên không bình thường. Cô đã có thái độ chấp nhận với việc quản lý thành phố của Giang Tư. Trong khi đó, ở một nơi khác, trong nhà tù ngầm nơi giam giữ tiến sĩ Kiệt Minh, xác của Vương Cương Thi mới đang nằm yên trong phòng thí nghiệm, chờ các nhà khoa học xử lý, và có một người cấp cao đang trông coi. Khi họ đang suy nghĩ lung tung đủ chuyện trong đầu, làm thế nào để Giang Tư có thể giết chết loài sinh vật đáng sợ như vậy? Hắn ta, một Vương Cương Thi, bây giờ một nhà khoa học đang mặc áo choàng trắng đứng phía sau, đang pha chế một cái gì đó, và người này chính là người trước đó đã đến giao thức ăn cho tiến sĩ Kiệt Minh. Người gián điệp đã lén lút gắn một bộ nghe trộm cho anh ta. Và vào lúc này, tiến sĩ Kiệt Minh đang sử dụng bộ đàm để chỉ dạy anh ta cách tạo ra một dung dịch có tên là CSA-47. Dung dịch này chỉ cần kết hợp với xác của Vương Cương Thi mới thì ngay cả khi ý thức tan biến cũng có thể phục hồi lại. Gián điệp đã giấu dung dịch trong áo choàng trắng khi nhóm trưởng chuẩn bị ra ngoài tuần tra, và khi bác sĩ giảm bớt cảnh giác, anh ta đã trực tiếp tiêm dung dịch vào xác của Vương Cương Thi mới. Nhóm trưởng và bác sĩ đã sửng sốt khi chứng kiến cảnh này. Sau đó, nhóm trưởng vội vàng lao tới và đánh bại điệp viên. Sau đó, ông ta hỏi một cách to tiếng, ngươi là ai? Ngươi đã làm gì với cơ thể của Vương Cương Thi mới? Nhưng lúc đó, Vương Cương Thi mới bất ngờ mở mắt. Ngay sau đó, cả phòng thí nghiệm đã bị phát nổ mạnh mẽ. Nghe tiếng động, nhóm trưởng đang cứng đơ tại chỗ ngay lập tức kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sau đó, cảnh báo xâm nhập vang lên trong toàn bộ nhà tù. Ở thời điểm này, tiến sĩ Kiệt Minh đã hiện ra nụ cười tinh quái. Dường như kế hoạch của tôi đã thành công, thì thấy Vương Cương Thi mới đã chết nay hồi sinh trở lại. Đúng lúc đó, tiến sĩ Kiệt Minh ra lệnh, tiêu diệt hết bọn chúng và đưa tôi ra khỏi đây. Tôi có thể làm cho anh bạn trở nên mạnh mẽ như Giang Sư. Review tập này kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Nếu thấy hay xin hãy ủng hộ mình một like, một sub và chia sẻ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những tập review Man Hill tiếp theo. Cảm ơn mọi người.